Tuyền xin chào mọi cô chú anh chị và các bạn. Vậy này buổi chiều cả nhà ơi, Tuyền với lại Hiếm Ba có mở cái gian hàng nem nướng nha, bán vào buổi chiều nha cả nhà ơi. Đây, lâu lâu thì sẽ đổi nhiều món mới cho bà con ở đây thưởng thức nha cả nhà. Hấp dẫn chưa? Nay là Tuyền với lại Hiếm Ba sẽ ra. Này là nem nướng, này là tự nhà làm luôn nha. Cho xin Tuyền thôi. Wow, Hiếm Ba ơi. Nó săn săn lên kìa, dẫn quá. Đó. Cái này lâu lâu thì mình mới chở, khi nào chín thì Tuyền sẽ để bên đây nha. Trước khi mà làm nem nướng thì Tuyền phải nhúng dầu trước lên, để lên nướng nó mới không có bị dính cái khay của mình. 20 thôi. Có đồ nem à. Tuyền sẽ xay chở. Này có cái cây vịnh luôn nè. Hôm nay thì bán một cây là 5.000 nha cả nhà. Có bán ăn kèm với lại dưa chua nha. Dưa chua thì chấm với lại tương ớt với lại tương cà. Thì cái này á, mình ăn kèm với bún cũng được nè cả nhà. Với lại ăn kèm chung với lại bánh mì là hết sảy. Cái này thì Tuyền để xéo qua đi cho nó không có bị ấy. Đây cái bọc khói ướt. Đây. Mùi ướt mùi. Mùi nướng thơm phức. Chở mấy cái đó kìa, cái vàng đó. Không, không biết mà. Chưa đâu. Đó. Vàng thật luôn nè em Ba. Không, cái này mới để à, đừng chở. Cho nó lâu lâu một chút đi rồi mình hãy chở. Mình chở là nó liền nó bị dính. Nem nướng chị Liễu ơi, bữa nay đổi món mới luôn. Mấy cái này mấy ông nhậu á. Dạ. Trời, mình không biết ăn rồi để mấy ông nhậu. Không được mà đã. Thôi, mình ăn còn ngon hơn nhậu. Ý là nói là đợi Tám mua đó, Tám ơi. Dạ chưa. Dạ. Tại vì con nướng là gai trước á. Đi quán uống ly nước hay hết ly nước mà lại bà mua. Mà mới chín. Ở đây thì Tiền ốp là vừa ăn luôn cả nhà, nhưng mà ai thích ăn mặn thì mình sẽ ăn chung với lại tương ớt với lại tương cà luôn. Cái này biết chị không, cho than nó qua bên mép bên đây nè. Dồn. Dạ dồn qua bên á. Cái này là phải lửa liu ghiu nó nướng nó từ từ nó mới vàng nó mới chín, còn lửa mà lớn quá than nó nóng quá là áp đó cả nhà. Ở trong nó sẽ còn sống nha. Nhiều chỗ Tiền thấy là người ta hấp trước xong rồi người ta mới nướng, nhưng mà hấp trước rồi thì cái độ ngọt của nó không có còn nữa, cho nên là Tiền sẽ để như vậy là Tiền nướng luôn. Thơm không? Dậy mùi lên rồi phải không? Nạc nhìn cái cây này nè, nó vàng ửng lên luôn nè, một hồi nó sẽ còn vàng nữa nha. Bốc ơi, thử được mùi thơm chưa? Nó vô ngược vô nam, bao không có thơm. Thịt. Dạ không, thịt nha. Không, bò bán không có lời. Bò ghẻ mới chịu. Bò ghẻ mới chịu à, bốc. Giờ nướng lai gai, nào chín xong rồi bán. Hôm nay là bán 5.000 cây nha cả nhà ơi. Vậy là được nè. Nhúng trước vậy đó, cái nem của mình nó không có bị khô mà với lại nướng nó không có bị dính nữa. Chú Ba ơi, món này là hết sảy luôn rồi chú Ba ơi, tốn ít rượu. Nem nướng. Dạ. Cá cỏ không phong? Giờ mấy cây nè, chùa. Bốn cây nha, dạ rồi. Mở hàng bốn cây trước đó nha. Thơm ơi, thơm chưa? Mày ngủ cũng thật, mình thức chị nữa nè.
Hộp 4 cây ha. Hai hộp, hộp 4 cây. Hai hộp, hộp 4 cây hả? Ừ. Ồ. Là 8 cây. Bạn đứa 4 cây đó, hai đứa 8 cây, hai chồng già dịnh. Này mà mua cho ông Út mà 4 cây nó về chứ không ăn cơm, khỏi làm đồ ăn luôn. Ủa, vậy mới ngon đó. Quên vậy nó mới ngon đó. Ừ, vậy nó vừa đó. Quên vậy nè, nó mới ngon đó. Màu đẹp không? Chở hoài màu xấu quá. Từ từ, nước cái này đừng có chở liền. Đừng chở liền liền. Mình canh đi, 5 phút mình chở 1 lần. Canh lâu chở gì đó, nó thơm. Bơ, kêu mẹ mua nem nướng cho ăn nè bơ. Bữa nay đổi món đi, ăn hoài vòi chị Duyên hoài ngán. Ngon quá, đẹp, đẹp ngon quá. Dừa. Dừa đẹp luôn. Hấp dẫn quá em ba. Trong bữa nướng hồi này để. Bởi vậy con tính làm thêm nè. Cháy cây nè, con tính để đây thêm. Sang bỏ chấm phụ đó. Nãy ba. Quá cơm ồ có nào gần gần tới thì để bên đây. Khi đó chở được. Mấy cây ngoài hả? Ừ. Thấy ba hay gì đó nó chứ nó chưa. Ừ, biết mình chở. Nó giáp bời. Thôi, thôi đủ hướng hướng. Nhậu đi, đi. Bán cái này đi nhậu đi. Bán này làm hại tốn bia. Mua mấy sâu. Này giờ về cho ba khí ăn nè. 4 sâu hay bác Năm? Sao vậy? Mới trưa đây. Mới trưa còn mà. 5.000 cây. Dạ. Cái này hát nghiệp rồi, ghen nha. Ông chủ mà ghen nha. Thơm phức luôn. Dạ. Ngang để tao quần ngang. Cái gì của họ? Chín chưa? Dạ chín rồi, chín rồi. Hả xong ha. Rồi cho vô chua bên hông này luôn nè em ba. À, nước chấm riêng đi em ba. 10.000 thối tiền luôn. Cảm ơn luôn. Cảm ơn nha Tám. Thôi là 10.000. Cảm ơn đi đi. Chọc ông Tám hoài. 5, 6, 7, 8, 9. Chưa có tiền bự. Thôi tiền. Thôi tiền nhỏ trước luôn hả? Tám mà lấy lại. Quá tấm luôn. Thơm mấy cây. Nem nướng. Dạ. Bác Năm 4 cây luôn bác Năm. Bác Năm 4 cây luôn. 4 cây nhiêu ạ? À? Cây 5.000. 4 cây 20 hả? Dạ. Được rồi. Xe bóp xe, cây sắp hồn nè. Rồi bỏ ra tao 4 cây rồi nè. Đây đây đây. Dạ. Bằng hè quá. Dạ đúng rồi. Nãy giờ tao quá nướng không à. Nãy giờ đang nướng tiếp. Bây giờ nướng tiếp tưởng rồi chưa có khách. 4 cây tao nướng vàng vàng đúng rồi. Nướng vàng chút nữa hả? Ừ, chịu vàng nữa hả? Ừ. Dạ rồi. Nè, như
vàng vàng như bên đây được chứ bộ. Vậy bên đây nè. Bên đó thì chưa. Giờ bên đó chưa rồi. Dạ dạ. Chín rồi nè. Bên này chín rồi, bên này chưa chín nha. Thì quậy chọn. Vàng ông bóp. Con nhỏ nó bóp chứ phải ông bự bóp. Bóp mà tôi giật mình hoài lắm. Nhỏ nó bóp. Thôi trước đi ha chị Năm. Bốn bốn cây luôn hả bố? Ừ. Dạ. Dạ. Rồi. Cảm ơn luôn. Con muốn về sao tỏi. Tỏi thì ăn mì á. Dạ. Tập bơ bớp ăn mì. Này đi. Quên đó, chị Năm ăn tươi hết đó không? Ừ. Đầy đủ đi. Cây, cây, bé họ con Nhung nó ăn. Gì hả? Biết ăn. Ăn thử đi bác Năm, ngon lắm bác Năm. Ơi nãy mình quên ăn thử coi vừa ăn không ha. Đó ăn đi. Vừa ăn cũng làm gì được nữa giờ. Đó, hồng ớt vô rồi. Thử á, mày bóc một cục nhỏ nhỏ thôi, mày nướng trước đi. Dạ. Vậy đó. Mình làm hết. Nhưng mà không nướng. Nhưng mà không vừa ăn thì cũng có đồ chấm mà. Ê. Dạ. Vàng như vậy là ngon. Dạ. Đó, nó vàng hết. Vàng nứt nở và ốc vàng nứt nở. Lùng ơi, thơm không Lùng ơi? Chưa. Lùng dặn hai hộp, hộp 4 cây. Ê, dạ. Không có mùi dạ. Ớt chua không? À, mùi chua chứ. Ờ, thơm mùi ớt chua. Mùi dưa chua hả Bút? Ừ. Không có chè ớt đâu đó. Dạ. Mùi chè ớt. Cảm ơn nghe bác Nam. Hồi nãy gì đây mà mấy đứa con nít nó chạy xuống ồ ồ à. Dạ. Tội nghiệp chạy xuống có gì vậy nhóc. Gì hả? Ừ. Dạ. Tao bà mới tao mấy thì tao lấy hộ cho cô hết thì vậy nè. Cái này bị ruột. Ừ. Nó đợi cho bà Út thì phá vàng. Vàng vàng cho bà đi. Đem nước mới ra hai ơi. Bự cho nó dạ được. Cái này bác Hai mua đi rồi lại có bà Bảy với Hiếm Năm đó, ba người vô kết được rồi. Dạ, đang nướng rồi, lai gai nè chị. Chị mấy cây chị Liễu? 4 cây. 4 cây nha, dạ. Dạ, được dạ. Rồi được rồi nè. Mấy cái này đợi chút xíu. Có 4 cây nữa rồi. 4 dạ. Cây 4 lon bia đó. 4 cây là 4 lon bia phải không? Lẻ dữ trời. 4 cây đó đợi mua cá. Không, 4 cây là một cái mới đủ. Mới đủ. Giờ là nướng thêm lai gai. Dạ dạ, nướng nhiều quá nó than nó cũng im nó bụng. Trời ơi, ngầu gì đi, dưới gió rồi nó chạy. Thật chịu nổi không? Phải giỡn không? Thử khỏi mua bà. Thôi lấy bia ra nhậu luôn đi, không mấy bắt hai hùng bia đi con hùng mồi cho. Rồi. Vậy ha. Vậy lấy bia sẵn đi. Bia đây đi, ngồi đây uống luôn nè. Ai, uống qua đây rồi đàn ông đây chạy hết trơn. Phải không? Chạy mất dép luôn. Chạy mất dép. Mấy cây này là được chưa? Cây này một chút nữa đi. Ở đây đi lại mua cá. Dạ mua cá đi bác Nam, bác Hai rồi hồi quay lại. Cây này chín rồi nè. Chỉ 4 cây đúng không? Con móng này ngon lắm mà Liễu. Ai chưa chua hấp dẫn đi. Làm mà lâu lâu đổi món này món kia bán cho ăn đỡ ngán. Cho Liễu có gì. Làm như từ giờ hết hẹn gì đứng á chị Liễu. Làm bán đủ món chưa ăn mà khỏi thèm. Cảm ơn chị. Nem nướng chị ba ơi. Đợi chút xíu nha. 5 đồng một sâu. 5 ngàn. Chị 3 4 sâu ha. Dạ rồi. Dạ rồi, dạ rồi. Ông kia nãy ông chú ba. Ông mấy sâu quên rồi, 4 sâu phải không? Cái vàng vàng đều đều nó mới đẹp. Chú ba hả? 4 sâu.
phải mà. Đây là tiền làm hai mâm luôn mà từ giờ rồi hết một mâm mà còn một mâm bên đây nữa. Là 8 sâu, 12 sâu rồi. Đang. Hai bà này 8 sâu, nó 2 chút sâu. Nè, cho bác 2 trước đi rồi tới với chị ba. Một cá lại, nó chích phá lại. Được chưa? Dạ, 9-20 ha. Dạ rồi. 4 sâu. Này về ăn 4 chiều khỏi ăn cơm luôn. Ngừ 2 sâu. Ăn bún là bao no luôn. Dạ rồi, nào có kêu. Ý mà nướng trước vậy đó mà còn không kịp nữa. Nem nướng mất ba ơi. Ba chục hết mất ba, dạ rồi. Thì là 30 tới 6 lần bia. 30 là 6 lon. Chị ba lon 6 lon bia là chị hai này 4 lon bia. Đợi chút nha bác hai. Kệ đợi lâu cũng được đâu mà. Thử mùi thêm mà được rồi. Thêm phải không? Đi lắc chừng tiền nó ngồi thử một ba. Thử mùi nhé. Chị ta lên trên gió đâu ngồi. Ngồi lên gió đi. Ngồi trên gió lỗ mũi nhọt quá nè. Giờ này là than nó ông quặn khói quá khói đặt căng luôn. À, lấy tiền trước không đưa cho lấy tiền trước lấy đi ngồi nó không có bánh mình đừng từ à, dễ gì bên bếp dưới áo vậy. Cho nó vàng vàng đi ha. Ừ, vàng nó ngon quá vàng vậy nè nó mới ngon nè. Bà nào chơi khét cỡ quá. Mời nhậu, mời nhậu. Nem nướng. Ngồi cái nó ít than nha. Với giờ này gió lên nè. Nó, thấy không? Lâu cái đó nó đẹp rồi đó. Wow. Lâu chở gì đó nó đẹp rồi. Ngon quá. Ngon. Chú Ninh mấy sâu vậy chú Ninh? 2 sâu. Chú Ninh 2 sâu ha. Dạ. 2 sâu sâu thấm chú Ninh. 2 sâu thôi. Sao bên đây giờ này than nó xìu nè. Hồi nãy hang bên đây thấy ham luôn á. Nãy nó mất than. Con cho mấy cây này nó ra ngoài đi. Ở ngoài nó bự mà nướng lại nhỏ ha. Teo lại mà. Cái tiện nó nở đâu cũng teo lại. Người ta pha bột, mình đâu có pha bột đâu. Ừ, thấy đó thấy không? Người ta pha bột quá bác Hai. Nướng rồi nó teo. Cái nướng cái nó bị phì lên đó bác Hai. Còn mình là mình làm nguyên si. Dạ nó teo lại. Nó bay dù. Chứ mình sẽ bay dù. Không bay dù. Không bay dù. Đây. Dạ 5.000. Bốn cây luôn ha. Dạ. Mấy ngày nay mấy đại kia là coi tiêu rồi. Mạng nó bây giờ nó bị cái wifi của con hư 2-3 ngày rồi đó. Sửa mấy ngày nay chưa. Gà lại sửa hoài không được, mất tiêu đèn thấp. Đèn chi mất tiêu. Có bắt hai được 2 cây phải không? Thêm cây này, 2 cây này nữa nè. Nghĩa, quên chưa? Nghĩa. Hải rồi kêu Nghĩa. Này ăn kèm với lại dưa chua. Ngon. Cái này được chưa em ba? Được rồi đó. Ừ, cái này được. Cái này được ha. Rồi 4 cây. Cô bắt 2 4 cây. Bên đây bây giờ chở không được. Dùng cây gấp. Tròn ơi. Cá lóc đó sẵn hồi than nè bác Hai ơi. Con Hùng luôn cho. Giờ tới phiên mày mua bia nha. Rồi. Bà Hùng cá lóc đi để con Hùng bia. Đây con về mấy cái này qua. Cái nào chín thì ba bỏ qua bên đó đi. Hỏi ý khách hàng mới được chứ khách hàng lại trước. Cái hàng dặn hàng. Để khách hàng dặn đi vô là mắc mối hết.
ơi, đợi làm lời nữa nó lâu. Người ta dẫn hết rồi, bắt ba là bắt ba là 30.000 nữa đó nghe. Thế ba 30 cây lấy tiền gọi đó. 30 ngàn trời chứ 30 cây gì. 30 cây chứ. Được cây không có đầu bụng. Chứ ra bà gì nè. Ai? Bà Út 8 cây nữa. Ba Út là 8 cây đó. Mấy cây nữa đâu thái nha. Bỏ hộp đi chú ba quay lại phải không? Dạ rồi luôn. Dạ rồi. Giá chiều này bán nem nướng đắt quá ta. Ha. Giá này mày bán là nhậu là vừa đúng sách luôn á. Dạ, 1 cây 5.000. Cây 5.000 này chuột. Mua không chỉ được căng năng xuống cá bự lắm à, cả cả nửa ký luôn là cái gì vậy? Cái gì vậy? Cá lóc hả? Ở đâu ra vậy chú ba? Ngon rồi. Chú ba mới đi xẹt về hả? Muốn mì muốn hả? Dạ. 120 à? Chú bán rẻ hơn ngoài nhà lắm. Cảm ơn anh luôn à. Bà già bán 150 á. 120. Cái nhỏ. Chị có gắn chung con mặn cái ông chữ có mặn cho con nè. Dạ thì đâu kêu rồi. Ăn Tết có lẩu rồi đâu kêu về vậy bà. Ủa đi đâu? Nè ông lội lên đây, ông lội lên cái tụng chữ lên. Không biết nó đâu nữa. Thôi đi đám cưới hai chồng rồi, bà đâu không biết. Chắc đi kiếm nó lắm, bà đi đâu kêu rồi. Này có hình vậy. Thì đến thế bà ăn kêu bây giờ bà. Để cho bà ăn đi, họ kêu rồi nó chơi. Có dự nhận hả? Vậy hả? Ngon không? Mua thêm. Vậy hả? Ngon lắm chị. Cô thị 4 cây luôn phải không? Ngon lắm chị. Ăn là ghiền luôn á. Lần này không dám ăn. Nhận cho hai đứa nhỏ. Nhận đứa nhỏ ăn không? Nhúng nữa đi. Này chở mấy cái cây này nè cho nó đều. Vậy là ngon rồi phải không? Dạ, mới ăn cắp ở chợ về á bác Năm. Mấy à? Đúng rồi. Sắc đẹp mà thấy con với bà ba có đẹp đâu. Thôi, 8 cây đâu. 8 cây từ từ Út ơi. Bắt đầu mùa tới giờ. Dữ rồi. Hối quá hối rồi. Đừng đi. Bây giờ ngồi canh tài nha. Anh đi là hết đó, mất rồi. Hậu mấy cây em? Hậu 2 cây phải không? Rồi. Bữa nay Hậu ơi, bữa nay đổi qua anh em nướng đi, bồ viên ăn hổm gà ngán rồi phải không? Nói mẹ vậy đó. Nè cái này cũng được nữa. Đủ chưa? Dưa chua này kèm ăn chung ngon lắm đó chị ba. Dưa ít hồi ăn ngon đó, dưa chua ăn tức lắm. Hai đứa ăn gì? Hai đứa ăn nem đi, mẹ ăn dưa chua. Con thèm. Gì hả? Nói giờ Nhung ơi, về ăn dưa chua đỏ đi, Hảo nó ăn hết nem rồi. Thưa đi dãy nướng. Trời ơi, bữa nay mùi nem nướng nực nồng luôn cả nhà ơi. Cả nhà gì muốn tiền bán món nào thì nhớ comment phía dưới cho tiền coi nha. Nhà rộng hả cô Hì? Con cá nó bự. Cá nó bự hơn nửa ký quá. Ba con trứng hổ hồn nè. Vậy hả? Ngon quá à. Cái đó nướng rồi ha. Nè nè, ngồi sẵn than nướng luôn. Tại vì bà ba làm vui chua mà không ai xin cho bó buồn. Chua ngon mới xin. Bỏ vậy.
kỳ sao kỳ sao không làm bỏ vậy đúng rồi chính nó rẻ lại tiền không phải biết sao không bảy mẹ ơi nó nghe nè cái này là tiền làm nguyên si với bảy chứ tiền không có pha bột của người ta pha bột có bảy bự vậy đó nhưng mà nửa hỏi teo luôn cũng còn chút xíu mà. Ừ. Cho đợi tôi đi mặn thôi nhà cho chơi rồi. Bác bà bông hậu là hết cái tờ nó đỏ đó. Bà bông hậu mới bán bắp. Mới vô bắp đó giờ bắp cũng hết rồi đi. Mà mốt chắc đầu tư cái quạt mo đó nè. Tại nó mía hay vậy? Bữa nay chị Nhung đi đâu hết rồi? Nhung mới đi dữ rồi. Ừ, không thấy chị Nhung. Mai mốt chị Nhung mới về. Dạ bà bảy trước rồi bà bảy có hối nữa kìa thì ơi. Bà bảy đi đồng chục ơi. Giờ bà bảy trước rồi tới chuột. Con chuột nó cũng đòi về nữa kìa. Ủa chị Liễu nãy mua cho ta. Chưa mua rồi chứ ta. Chị Liễu như mua rồi á. Đúng rồi, mua rồi. Về này lại bán hộp dịch luôn rồi cả nhà nè thấy không? Đắt ghê luôn không? 5 cây nữa hả? Còn lại đã mua đủ chục hộp dịch nữa. 4 cây. Bán 4 cây nữa ha. Dạ rồi. Lấy cho mình chục luôn đi chị. Lấy hộp cũ luôn hả? Cả tống hộp đó hả? Chị lựa cho em hộp mà nó nhỏ hết cho tôi mua trước hay đưa tôi trước nghe. Dạ anh nữa. Ờ, để ngồi hộp nhỏ tôi không chịu đâu, tôi mua trước á. Dạ. Trước đó. Hộp dịch thì nó đến ngang mà cho lựa hả chị? Cái này có cỡ. Lựa chứ. Có cỡ một à. Đã bỏ nhà bỏ căng hộp mấy chứ, hộp bao nhiêu trăm gram rồi. Nè, tôi trước tôi trả tiền nè. Ờ, để hỏi mất. Mua hết đi nghe. Cho cô ba trước đi để cô ba nóng đó. Tính nóng vỏ công cao. Nghĩ lấy luôn á. Tại nó giờ ngồi lửa cho nên hơi bị nóng tính. Nè ăn chụp ra gì? Ba kia chứ không phải ba mày hả? Ba con kia chứ ba. Không phải gì ba cũng con gì ba. Không phải gì ba ăn chụp phải không? Mấy cây em? Rồi đưa tiền rồi anh chụp tôi đâu? Ờ, để hồi mắt, để hồi nước một bịch luôn. 10.000 2 cây. Ok. Rồi để cho tiền chút xíu nha. Cho bà 7 trước đi, để bà 7 mới nóng. Ừ, một hồi nướng, bà này nướng hột vịt luôn. Chờ tới 5 ngàn mình muốn mua được. Trời ơi, trời ơi, cái ông đòi ăn liền à. Ở đâu ra ăn liền vậy, từ từ đợi cho tiền. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, từ ngồi trước cho. Ông nói chờ tới đâm heo. Vô ông tấn ông đâm heo cho. Ờ, đi về nè, đi về. Đúng rồi, ông tấn heo đó. Vô mà đâm ông tấn đi. Mà có liền à. Qua. Biệt danh của chú hai đây là Tấn Heo. Nè, đi bà lựa em hộp bự nhất đó hả? Ủa cái cây gấp đâu rồi em ba? Chị con cái cây gấp đi. Đấy hỏi cái cục nãy khác luôn à. Hồi lại gì vậy? Chú đi về kìa lấy đồng về đi em. Rồi 25 ngàn mấy luôn. Cây nó đủ rồi đẹp ơi. Mấy cây 4 cây hả? Ai 5 cây vậy? 5 cây là nãy 4 cây mà. Mua hồng dịch 25 ngàn rồi dưới 5 ngàn làm gì? Dạ, rồi mua luôn phải không? Đây, rồi đẹp quá vô chua. Rồi nè, cho chuột 4 cây luôn nè. Tới chuột luôn kìa. Mưa dữ dằn luôn rồi. Tới chuột luôn rồi. Không sao, mình có cây dù. Quá trời cây dù à. Quá trời bự rồi. Cảm ơn nha người đẹp. Cảm ơn người đẹp nha. Đừng hối, đừng hối. Hối là ăn sống gan chịu nha. Hôm quá à, hôm mùa em nướng quá. Ủa bán này bán gì vậy? Nướng cái bán gì trời, nãy giờ mày nói cái gì? Không, chú Đăng nói hôm mùa em nướng thôi bán gì vậy? Dạ. À, bí quyết giấu. Dạ. Dạ đây đây, để đại đi đi. Không có mắt đâu. Để con nữa con chỉ cho bác Năm làm. Bác Năm cho thằng Hạo ăn. Rẻ. Rẻ hơn con bán. Bán phải lời chứ. Phải rồi. Bán phải có lời. Mới mua cây dù mấy trăm ngàn tính bán cái này. Bán gửi lấy lại nè, đúng rồi. Đủ cây dù rồi đó chị. Thì đó. Nó nướng một việc bán nha. Dạ. Nó là bà nướng đủ cây dù rồi đó chị. Để lên tiền cho tiền nha. Về nè, thắng trừ đợi ra ăn uống cho sữa nè. Rồi kìa. Trời, dì ba để. Bác Năm nhúng dầu vậy nè, nó không bị khô. Ngon lắm. Cá mưa cũng ngon lắm. Cá mưa cũng ngon hả? Ừ. Ê mày, bữa mà mày
đâu có một bọc hồng dịch tụi nó bay chứ. Mấy cái bọc hồng dịch nó bay đó. Cái bọc hồng dịch mình nó bay. Cái đó nó dạng đi. Hấp dẫn không chuột? Không hấp dẫn hả? Về để ăn nha. Không ăn nghe không? Ồ nhìn mặt nó kìa, bữa nay mặt nó nọng kìa. Dặn mày nó mặt nó nọng lên. Dặn không? Dặn luôn. Đây. Dặn luôn kìa. Ăn được nha. Rồi cầm lên kìa. Dặn rồi, người ta không ăn, người ta không có cầm. Thôi đừng dặn nha. Trời ơi. Chụp luôn. Ơi. Bây giờ không dặn tôi khen cái đầm đẹp, còn mà dặn tôi chơi đầm suốt. Có dặn không? Nhỏ này nè, nó mua mấy cây đứng. Không dặn. Vậy là đầm đẹp đó. 2 cây. Em mấy cây? Đó 2 cây bán cho nó đi. 2 cây phải không? 2 cây này cũng được luôn rồi nè. Dạ cho vàng chút với bác Năm. Đi về nè, cho con giúp lộ vô luôn. Mẹ con mưa đâu, mưa hoài lắm. Không có mưa đâu, chừng nào bán xong mới mưa. Dạ. Đang mưa ấy có gì ba. Nhớ bác Út tên, bác Út 8 cây đó, bác Năm 4 cây nữa đó nghe, bác Ba đẳng. Ơi thôi bác Út. Bác Ba đó đó nghe, bác Ba tới 6 cây. 6 cây hả? 30 ngàn là 6 cây. Bác Ba vui. Nè con bé nè, cho con bé gì trước con. Rồi, đưa tiền. Tên Khánh kìa. Tên Khánh nó buồn kìa. Lấy sao thôi. Khánh nó nói tới 5 hàng. Nó chờ bán tới 5 hàng. Bơ, bơ liền hậu nữa kìa. Nè 2 cây nè, 4 cây này là của tôi nó đi. Giờ này quạt nó ra cái nó nóng. Hai bán lượt luôn nè. Nè cái này cũng được nữa nè. Cho không lại cả. Cái này nó ngon hay gì? Này là ngon nè. Nãy từ giờ hai em cháu cũng chưa thử luôn, không biết là có vừa ăn không. Đức thử không biết. Em mấy cây? Cái nào ăn được. 2 cây hả? 2 cây, 4 cây, 6 cây, 6 dưới 6 dưới 8 là 14, 14 dưới 4 là 18, 18 dưới 6 là bao nhiêu? Là 24 cây phải không? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 cây. Đủ, đủ. Nghĩ là ảnh được phải không? Không, không, còn dư nữa. Chị làm 4 cây nữa hả? Nè, thằng bơ hậu đi, hậu trước đi. Nó bán thằng nhỏ nó trước rồi hết cái nó lệ, nó ngon nó lại mua nữa. Ừ. Nga có chưa? Nga chưa. Nga 8 cây. Cây ăn cuối cùng. Ảo cuối cùng đi Út ơi. Ảo cuối bà. Cùng nó rẻ ha. Ừ. Rẻ gì cũng 5 ngàn cây. Cũng 5 ngàn cây à, rẻ gì. Cuối cùng sao là lên giá. Cuối cùng bán mắc hơn. Nè, Khánh nè. Con bé nó 2 cây nữa hả? Mưa luôn kìa. Mưa tới chưa? Trước đi rồi hả? Rồi luôn rồi. Cái cây này bị chóc ra nè. Lấy bao tay bóp lại. Nè. Để chút con lấy bao tay bóp. Để lên đó đi. Thắt cường á, thằng ảo nó ăn nó chua vậy đó. Ngon á, nó quất luôn hả chị? Ừ, ngon quá. Mình nói mua cho Nhung nghe, món này là ngon. Thử kìa. Nó ăn thấy ngon quá, cái nó ăn hết luôn. Rồi nó còn đòi mua nữa. Gì hả? Rồi cảm ơn bác Năm nha. Giờ công cái hộp cũ. Vàng 2 cây nữa vậy á. Ừ. Mày khó dữ hả? Dạ. Tại dầu mà mới nó nhiễu. Mới để lên phải không? Mới để lên dầu nó nhiễu nó khói. Chưa ăn thử nó ra làm sao luôn hả em ba? Tại giờ bán quá trời luôn. Không ngon mà hết rồi ngon nữa thiếu bán. Thấy khó nhất rồi, thấy chậm luôn rồi kia. Ngon ngon nó hết rồi đó. Không biết coi không mà hết rồi đó. Lũi vô tới rồi đó, tới mới tới rồi đó. Lũi vô mới chịu. Còn 20 cây đó ha. Rồi nè, ấy mấy gì? Hai cây à, hai cây em rồi. Rồi cảm ơn con luôn. Dạ ngon không? Ngon lắm rồi, thấy nó hấp dẫn rồi đó. Rồi mà đi giao keo mất tiêu. Gì hả? Không có nhà đâu. Nhiêu hả? Dạ 5 ngàn cây.
Cái này ăn bánh mì hay ăn bún khô cũng ngon lắm. Dạ đúng rồi, ăn bún cũng ngon nữa cô Châu. Dạ. Bún thì còn ăn chơi thì nó thiếu. Chị áo lên cái hết luôn quá. Mấy cây dầu lên nó bóng nè. Dạ hai dầu lên nó mới mềm. Dò. Dò lấy chị. Chị bí quyết luôn phải không? Thôi, dành hả? Nghỉ luôn, nghỉ. Vậy vậy dành hả? Dành mối người ta. Nghỉ luôn. Bà bán không phải kêu cái này thì mình mua thịt với lại mua thịt về mình xay mình làm giò sống á. Giò sống rồi mình pha. Dạ. Thịt sống luôn, mình sống mình làm. Sống luôn. Sống mình tha. Mình có máy xay á, xay thiệt là nhuyễn luôn. Quay mới được. Cho đưa cho chị Út đi. Chị Út nãy giờ phải chờ lâu một đó. Cô Châu hai cây trước đi cho cô Châu về đi. Cô Châu hai cây nữa kìa. Mà ha anh đó nghe, mà lại là còn đó nghe. Ai là chó hả? Chị Châu nè. À. Bị nướng. Mà có gió nó tốt cái đây sao bay lên chảnh mà chảnh cũng thơm nữa. Rồi gửi luôn hai cây. Có bố còn 4 cây nữa phải không? 4 cây nữa. Cái này cho nó vàng chút nữa đi. Chưa đâu. Cho vàng vàng đi nó mới ngon. Đừng gấp. Đủ bà chín nè, đưa bà chín đi. Chín mấy cây? 4 cây đó. Rồi cho bác chín trước đi rồi tới bác Út. Út cho bác bao cùng. Hỏi bác bọc đi. Hỏi bác bọc hả? Thôi bác bọc con bỏ nó bà tương vô nè. Rồi treo lên. Treo lên đừng ăn. Cảm ơn nha. Đẹp không? Gấp quá là không được, gấp quá là nó sống ở trong. Sống, ăn rồi nó tụi mình tôi nước ẩu sống nữa. Sống mà ngọt mà. Không, cái này vừa ăn luôn. Ở vậy ngạo nó quất lần 4 cây. Ngon nước mũi. Vô thêm nha, cho bảo á. Hai bọc. Ba Út xong đi rồi giao cho bác Ba với gió ăn lượt luôn là hết luôn đó. Ở nhà nhịn. Tưởng đâu là mình làm nhiều, mình tưởng đâu bán không hết chữa nhà ăn ai về lần nào cũng vậy trơn, nói chữa nhà ăn là không còn cây. Đồ làm xong giờ bán mà ới. Giá ới nè, ăn không ới hả? Không ới gì trơn. Mỗi hộp 4 cây. Giờ này là giờ chót, cả nhà giao hàng cho khách là đủ luôn. Chị lên kịp á, nhà chị lên kịp á chị. Chạy chút xíu lên kìa là chị hát. Vậy hả, bông hậu là không tin hả, bông hậu dặn rồi. Trời ơi, thôi đừng giục nồi cơm, để nó đi nào. Mua xong rồi về nấu tiếp, giục nồi cơm sao nấu. Hôm nay nghỉ ăn cơm, nó giục nồi cơm. Cơm ăn giò là nem nướng nè. Cái này cũng được nè, em ăn ngon nha. Cái này đợi chút nè. Cái này được mà ưa. Mấy đứa nít đứa nào cũng ưa cái này chứ. Rồi 4 cây của bố Út đủ luôn. Chị không ăn như chua ha. Rồi cảm ơn bố Út nha. Này là còn của chị ó 9 cây phải không? Có 3, 6 cây, 2, 4, 6, 15 cây. 3. Không có chị ó còn tới 10 cây nữa. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 9 đúng rồi. Thằng bao nhiêu? 9 cây hả? 9 cây. 9 cây 45 ngàn. 6, 7, 8,
Cái đó được không? Chín. Đủ chưa? Rồi, đủ chín rồi đó. Rồi. Này là 6 cây của bắp ba nó là hết luôn rồi đó. Đếm tiền thôi coi được nhiêu không ba? Đâu rồi? À, đếm cho. Rồi xịt tương chưa? Đây nè, muốn mấy bọc? 200. Chấm cho đã đi. Rồi cảm ơn luôn. Cảm ơn. Còn vô bịch nhé cho chị ba nó rồi xem. Nãy có vốn không ba? 20.000 vốn. Trời bữa nay bán lời lời chứ hả? Ai lấy 20.000 coi, bỏ vốn lại coi đó. Vậy là bữa nay bán lời nha. Nay lời đậm nghe em ba. Lời bà ốm không bị. Đây còn 6 cây này vô hộp cho bắp ba luôn đi. Vốn là 20.000 phải không? 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 10 là 400, 401. Tiền mua hồi sáng là 300, lời đựng 110.000. Hôm nay là tiền với lại thứ ba là bán nem nướng buổi chiều cả nhà. Bà con rất là ưa thích luôn nha. Thì lời đựng 110.000. Mời đủ hai anh cháu đi chợ ăn sáng cả nhà ơi. Thì tiền cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà cô chú anh chị video sau nha. Bye bye.